Tại Hà Nội, chiều 28 tháng 4, người dân bắt đầu về quê để nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Người tham gia giao thông chật vật nhích từng mét trên đường, nhất là các nút giao lớn như Khuất Duy Tiến, Giải Phóng hoặc trước cửa các bến xe Nước Ngầm, Mỹ Đình. Tại các bến xe, lượng hành khách ước tính tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường. Để lên được xe về quê, nhiều hành khách phải xếp hàng trong bến để chờ chuyến xe tiếp theo. Nhiều trường hợp nhà xe chở quá số lượng khách cho phép bị xử phạt, khiến các nhà xe không nhận thêm khách, khiến những người muốn về quê sớm phải ra các đường chính dọc quốc lộ, bắt xe. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thí điểm bay Flycam để xác định vị trí ùn tắc hoặc xảy ra sự cố trên tuyến Vành Đai 3 và cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Từ đó, Cục sẽ phối hợp cùng Cảnh sát Giao thông Hà Nội điều tiết phân luồng giao thông, xử lý sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến.